Hello nha anh em. Chủ nhật cuối tuần thật nhiều niềm vui nha anh chị em mình đây. Sau đây khách đã cập nhật xe ngày mới nha. Anh chị em coi xe nào được thì liên hệ làm tổ ủng hộ nha anh em. Hôm nay chưa có thời gian cắt tóc cạo râu. Râu ria ra rậm rạp. Bữa nay người ta đi đâu đông quá. Ở đây ở quê nhưng mà cũng rất là nhộn nhịp nha anh em. Xe nào cũng có bán hết. Các bạn thích xe nào thì cứ alo cho bên em. Benelli 125. Nó mới xe thùng có 26 triệu. Mới lắm. Mấy cái này như mọi khi thôi. Quen chăm, quen chăm mười, rầu gian. Bữa nay mình điểm xe đây ha. Giá thì cũng có ghi trên điện hết. SMX King Vision. Vision ổ mắt khay đời 2020. Xe chia một càng custom 50 mate 80 84 không đề. Cuối tuần điểm xe nhà anh em đừng có ngại, anh em cứ điện thoại giờ anh tránh là anh em cứ gọi thoải mái thôi. Giờ anh tránh anh em cứ gọi thoải mái, sợ hết giờ làm mấy em nó đi về nhà rồi đó. Việc riêng tư của nó thì gọi hơi khó chút, còn giờ anh tránh anh em cứ điện thoại thôi. GT đẹp quá. Xe này cái máy đinh cổ đỉnh luôn. Neo 205. Anh em cứ gọi đừng có ngại, không có gì phải ngại nha. Tại vì phải phân tích cho anh em nghe nè. Mình bỏ tiền ra mình mua cái xe là mình có quyền. Thấy không? Mình có quyền mình gọi thương lượng giá cả rồi mình biết được cái chất xe mình mới mua được chứ, cứ gọi không có ngại gì hết á. Còn nhân viên bên em giờ anh tránh thằng nào mà order ngầu ơi thì cứ hú em cảm đó chứ. Nhiều khi anh em gọi hết giờ làm á, thằng thì nó đút con ăn, thằng thì đi đánh bóng chuyền, rồi thằng thì nhậu giải trí buổi chiều. Cái đó hết giờ làm thì mình không dám nói, tại vì việc riêng tư của em đó. Còn giờ anh tránh thì giờ làm việc thì không có thứ bảy chủ nhật vậy đó nè, giờ nào cũng làm. Doanh nghiệp tư nhân mình thiên về cái hiệu quả kinh tế. Giá cho điên anh em ha, anh em dòm thấy dít đẹp rồi vẫn ở đây. Đẹp rồi bơi cơ động viên ra ngắm chơi cũng được, khỏi phải chạy đâu, ngắm chơi. Em ở Kiên Giang nhưng mà hầu như xe em biển số An Giang cũng rất là nhiều. Tại vì anh em biết sao, xe bên An Giang đẹp. Đối với những anh em mà nghề yếu hoặc là chưa có kinh nghiệm về xe cũ, anh em sợ qua đó mua bị luộc bị phuốt vậy đó. Còn giấy phép thì lại ngược lại rất thích. Em mua xe An Giang nói thiệt em đừng có cười nha. Riết rồi về Kiên Giang em mua không được xe. Tại vì mình quen cái đô quá. Mình dòm cái xe An Giang nó đẹp chứ quen cái đô. Quen cái đô nó rồi. Rồi xong quay qua xe Kiên Giang, chứ nào chứ nó đen thui à. Đen thui mà nó ốc tán ui, còn thôi là xét đen xét đỏ, còn thôi là bạc sơn nó nổ. Tại vì bên đây thứ nhất là cái chất nước, chất đất đó, nó không có được ok như bên kia. Tại vùng biển mà anh em, Kiên Giang hình như là toàn tỉnh, tất cả các huyện đều là có dọc ngang tuyến biển hết, ngoại trừ cái huyện Dòng Riền với huyện Tân Hiệp thôi, chứ ngoài ra là dọc theo máy biển hết. Bờ biển trải dài luôn anh em, thậm chí cái nước chứ nó còn mặn mặn á, nước giếng khoan á. Giá cho đi nghe nè,
21 đều á, tới chiếc đỏ 4 chiếc 21 triệu. À, bởi vì quen cái đô rồi, cái về đây mua khó mua xe lắm. Xe bển, xe bên An Giang nha. Thép ý nha, chạy mà tới cái máy hú luôn á. Mà dằn bạc chưa nổ. Ốc chưa đen nữa. Còn xe bên Kiên Giang của bác hả? Máy thì chắc nít vậy. Mà đồ đen thui hết. Sáng mà ngồi bên các quán cà phê lớn ở An Giang ven đường á, dòm mà anh em dòm trên yên, dòm chắc xe với dòm yên phép nói chuyện nghe chơi nha nè. Quen đường thích nhất dòm mà cái xe những anh em bên đó chạy, ta chạy qua trở lại nhìn nó khác bên Kiên Giang, đây là gấp giáp danh thiệt. Nhưng mà xe bên đó nhìn nó đẹp đẹp, nhìn nó sướng sướng mắt, hay là tại cái cắt dòng xe bên đó nó ngay gu mình không biết làm sao nha, mà nó đẹp. Còn bên đây chỗ em nó chán lắm, chỉ nào chiếc nếp hàng không. Hạt này mới về quá mới á, chạy 3.000 mấy cây nhưng xe thùng rồi. Màu xanh này đẹp lắm, 36 triệu, quá đẹp. Quay ô ha, quay ô chiếc là 50, chiếc là 51, chiếc đó 56, chiếc giảm 1 triệu rồi nè ha. Nó quen đô rồi, cái nào là dòm cái xe, dòm xe bên đây là khó mua lắm. Rồi cho em có điểm nhẹ nhẹ vậy thôi. Anh em quan tâm thì anh em gọi mua ủng hộ nha anh em. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ, ngày mới tràn đầy năng lượng. Rồi xin cảm ơn anh em. Thấy bà 27 vậy nè. Này bản Movita. Còn này 29 led. Quá mới luôn. Này chạy mới có 2.000 mấy cây anh em ha. Đi xe thùng. Để ngày mai rửa gáy rồi tính tiếp. Này GT mới về chưa rửa luôn. Này ạt 135. 17 triệu. Thằng này 17 năm. Còn mấy cái này thì như mỗi khi thôi má. Cắt clip trước thôi. Suốt 26 bô nhỏ. Anh pha. Cái khu trời đó còn ok lắm đó nha anh em. Khu trời đỏ bạc. Khu 125 FI đầy đầu. Đầy đầu nó sơn lốc màu bạc. U2 18 triệu ha. 2 TSS 7 triệu rưỡi nha anh em ơi. Bằng Kino 4 ngoài. Này 22 triệu bao sơ. Này 8 triệu rưỡi nha anh em ha. Anh em mua xài ok, Trung Quốc bây giờ nó cũng 5-6 triệu rồi anh em ha. Đó. Xe nào cần thì anh em cứ gọi. Giống như mấy cái xì bò vừa ăn xăng ăn dầu khó sửa, phụ tùng phụ kiện mắc mà lại mắc như quỷ. Xe hải quan bây giờ 200-300 ngoài là bác thanh lý không đó, mà người ta vẫn chấp nhận bỏ tiền một đống tiền ra người ta chơi.
đó. Bởi y gan như phép nói nãy, rõ ràng là chơi gì đam mê chứ chơi gì cái gì anh em. Đam mê á, phái cái tiếng tè 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 đó, chạy sân hả, hai mấy cây lít đó. Hai mấy ba mấy cây tùy theo xe, ăn sân gấp đôi người ta đó. Mà dân chơi họ cũng bỏ tiền ra họ chơi thôi, chơi kêu là chơi mà kêu là tha thiết luôn á anh em á, chơi cặn cù luôn chứ không phải là chơi đơn giản. Cũng như là giống mọi cái đam mê khác vậy. Rồi anh em cần xe nào thì liên hệ bên cửa hàng xe máy Cánh Phép nha anh em ơi. Anh em liên hệ với nhân viên tư vấn chốt đơn nha anh em ơi. Trường 0961 344 375, Sang 0325 55 55 330 nha anh em. Số 0948 66 9949 Phép nha anh em. Em này thường bận lắm anh em ơi, cũng ít có thời gian nghe điện thoại. Còn số điện thoại phụ trách giấy tờ nha anh em ha, 0986 76 0155. Cần tiết về giấy tờ đó anh em cứ điện thoại. Về bằng giấy tờ đó anh em điện, anh em nhắc đặc điểm xe, tên người mua, người đứng trên hồ sơ nè, để bằng giấy tờ biết của ai là ai vậy nè. Tại vì bán gì đó rồi anh em cứ nói điện thoại hỏi hồ sơ có chưa, đâu biết của ai đâu. Tại vì bán thì rất là nhiều, ngày khi 5-6 xe, 3-4 xe, mình bình quân em tính ra đi, một tháng nó rất là nhiều, 30-40 chiếc, 50-70 chiếc là bình thường. Bởi anh em nhấn mạnh đặc điểm xe để cho bên em biết luôn. Rồi em cảm ơn, chúc anh em buổi chiều vui vẻ nhé, bye bye.